tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết dông tố của tác giả nhà văn vũ trọng phụng tác phẩm còn có tên là thị mịch khi lần đầu tiên đăng trên hà nội báo năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu người đọc thái hoàng phi Tập 6 Chương 15 Buổi sáng hôm ấy Một chiếc xe hơi hòm Đổ ngay bên cái quán gạch Chỗ con đường nhỏ của Quỳnh Thôn Nói với đường thuộc địa Sau khi hỏi thăm một bà cụ già bán hàng nước ở đấy Ông giám đốc đại việt học hiệu Quay lại bảo người tài xế Ông ngồi trong lấy xe Để một mình tôi đi bộ vào làng Bấm để đánh xe vào làng kẻo trời mưa thế này Ông đi bộ thì bẩn hết mất cứ để đánh xe vào rồi chúng tôi liệu quay ra cũng xong không không phải tôi sợ phiền ông thì hụt lúc quay ra nhưng mà đi xe vào tận làng thì e dân cư họ bàn tán ầm lên như vậy thì không giữ kín được chuyện vậy thì ông cứ ở trong xe và chờ cho đến lúc tôi ra đường lầy lội một cách đáng sợ đã hai ngày rồi trời cứ lúng phúng mưa xuân hạt mưa lúc mau lúc thưa như có bão rớt vừa lúc ấy ông đồ uẩn ngồi bó gối trên cái phản ở nhà ông thấy mái mắt dữ dội ông bần khuần không hiểu đó là niềm lành hay dữ vì sắp xảy ra ngó bên cạnh một cái ấm tích để trong cái ủ đã rách tòi bông ra với bộ chén trông có vẻ tan thương như cạnh ông với cái điếu ống bẩn thiểu. thỉnh thoảng ông lại phải kéo một mồi thuốc lào vợ ông và con gái không biết lúc ấy lúi húi gì dưới bếp Mỗi một mồi thuốc lào tuy không làm cho trí suy xét của ông được thêm phần sáng suốt Nhưng cũng có sức làm cho tư tưởng của ông khỏi rối loạn Hiện ông đang ở cái cảnh bức rứt khó chịu của một người thợ may Vội việc ngồi trước một tuần chỉ rối không biết lần đường nào mà gỡ cho ra Mỗi khi thấy mình vung tay Đáng lẽ gỡ được mối chỉ thì lại làm cho nó rối thêm lên Thì ông lại phải cầu cứu đến khói thuốc lào Vậy mà bên ngoài những cơn mưa lúc lắm tấm, lúc rào rào, vẫn không thôi khiêu khích sự bực mình, sự chán nản, sự muốn tự tử trong lòng ông. Thật là trời sầu đất thảm. Hai hôm trước, giữa lúc đêm khuya, ông thấy con rể của ông tự nhiên về một cách thình lình. Ông đã phải nén lòng giơ tay ra cầm lấy của lòng mấy đồng bạc. Sau khi ông đem hết sự tình ra kể lễ, nào là con cái mình có mang với nghị hách, nào là nỗi nhà điêu đứng không còn kiếm nổi hột gạo mà ăn nào là sự mỉa mai chèn chế của người làng nào là sự thợ ơ lãnh đạm của họ mạc nào là những trận cãi nhau chửi nhau ôm sòm trong đó có bà đồ uẩn thì ông thấy con rể của ông cũng là người biết điều lòng đã nói thưa thầy dù chẳng may cơ xử đến thế nào con cũng không có điều gì thay đổi trước kia con quý vợ con có mười phần thì bây giờ con lại thấy phải quý nó lên một trăm thầy đừng lo ngại gì Vì người ta sẽ đền cho con 300 bạc Thì con sẽ lo cưới vợ Rồi còn số tiền vốn ấy Để thu xếp cho nhà ta ra tỉnh ở với anh cả con Cái làng này bất nhân cả làng Thì ta cũng chẳng còn cần gì Mà lại không bỏ làng Con rể ông đã nói với ông như thế Về phần ông Ông cũng thấy thu xếp như vậy là ổn thỏa Chính ông từ nay mà đi Chắc là không đủ tư cách gì nữa Không có thế lực để khu xử một việc gì nữa Ông phó mặt mọi việc cho thiên địa quỷ thần Cũng như một người mù lòa đứng bên vệ đường giơ tay ra kêu gọi người dắt làm phúc Người ta dắt Ông thì đành liều nhắm mắt đưa chân Còn cái việc người ta sẽ đưa ông đi đâu Ông chưa cần hỏi đến vội Ông đã trả lời cho con rể đại khái Thầy thấy anh nói được như vậy thì cũng mừng lắm Thầy rất lấy làm cảm kích Tuy anh chưa là rể hẳn nhưng mà một lời đã nói thì từ khi anh hỏi mà thầy nhận Con Mịch cũng như đã là vợ của anh Ngày nay chẳng may xảy ra những nông nổi thế này Mà anh lại có lòng trung thủy như nhất Lại khu xử cho như thế thì cũng là phúc cho thầy lắm Ở vào cảnh ngộ như thầy Thì thầy đành phải để anh Muôn sự trí ra sao cũng tùy lòng Nếu cuộc đời là bằng phẳng Không có sự gì xảy ra mà thầy cứ coi anh như con ngay thì cũng không sao Thì đó mới là sự đáng quý Còn như đã thất thế như thầy Mà thầy lại dám đi coi rằng con mình đã là vợ anh rồi Thì e cũng làm quyền lắm Không thể lọt tai được Vậy thì thầy để anh nói trước là phải Bây giờ anh đã nói rồi Mà anh đã nói những lời trung hậu quý hoa lắm Thì thầy cũng chỉ còn biết nhớ cái ơn ấy mà thôi Nhà này chẳng may gặp những tai nạn tài đình ấy Tưởng cũng là vô phúc thiếu âm đức lắm Nhưng mà nay thấy anh như thế thì Thầy cũng còn có chút hy vọng nhỏ rằng Tuy vậy mà cũng chưa đến nỗi nào Thế rồi ông đồ sụp sịch khóc Trước cảnh ấy lòng lẻn ra xuống bếp Chuyện trò với mịch Không biết những gì Rồi hôm sau lại thấy lòng nói người ta sẵn lòng cưới em nó một cách linh đình long trọng làm vợ lẽ hẳn hoi nhưng mà khi nào con lại để như thế được dù nó đã có mang con cũng cứ lấy cái đứa con trong bụng ấy rồi sẽ cho nó một số phận cái đó tùy ở lòng con muốn hay là không báo thù bây giờ con về hà nội thu xếp công việc vài hôm sẽ lên thế rồi lòng ra đi thế rồi ông thấy con gái ông cứ rủ rợi người ra như sắp chết bực một nỗi là ông căng vặn làm sao con gái ông cũng nhất định không nói ông muốn hỏi cho ra nhưng sau ông lại thấy rằng con gái ông không có những lời căn vặn của ông thì cũng đã khổ tâm lắm nên ông lại thôi Và lại việc tự tử của mình tại nhà thương bữa trước đã đủ khiến ông không những động tâm thương xót con gái mà lại phải e nó sẽ quá liều nhưng mà liệu long có cam lòng và vui lòng cưới con gái ông về làm vợ không Liệu Long có đi chịu được rằng Vợ nó lại có sẵn trong bụng một đứa con Không do huyết mạch của nó không Nếu nó vẫn lấy như đã nói Nó sẽ để dành cái thai trong bụng kia Đứa con của kẻ tử thù với nó Một cái số phận như thế nào Liệu nó có lấy thật không Hay nó thay lòng đổi dạ Giá nó không giữ được lời hứa Đó là quyền của nó Thì nó sẽ khu xử cho con mịch gì nữa Hay nó sẽ không cưới con mịch về nữa có hay không, ai đã chắc rằng có, ai dám bảo rằng không. Thế rồi sự thể sẽ xoay ra như thế nào? Ngần ấy cái dấu hỏi vẫn không thôi kéo lần lượt nhau đến, quấy rầy ông Đồ Uẩn. Chính ông, ông đã đem những câu hỏi kia ra để tự bắt mình phải giải quyết, ác nghiệt như một ông quan chấm trường, đường có điều gì bực mình, nên trút cả sự tức tối trong lòng vào một thí sinh cũng lại là chính ông. Mịch ơi Ơi Mịch Dạ Lên đây thầy hỏi Mịch tần ngần bước vào Đầu tóc rối bù như mới ngủ dậy Mặt mũi hốc hác như vừa ốm khỏi Hai mắt đỏ ngầu lên như đau Nhất là cái bụng Cái bụng đã hơi to Trông rõ ai oán Rõ báo chướng vô cùng Ông đồ ngán ngẩm nhìn con gái rồi từ từ nói Con ngồi xuống đây ngồi gần lại đây cho thầy hỏi thầy báo gì ạ à? anh long hôm vừa rồi đã nói những gì với con không ạ à. con cứ nói đi nói hết cho thầy biết thầy cần biết lắm anh ấy không nói gì cả ạ à? sao mày lại giấu tao nó không nói gì mà mày lại khóc à không con bé này mới hay chứ thật thế đấy ạ à? nghe đến đấy ông đồ thở dài một cái rồi giơ một tay lên bưng trán mịch cũng đủ nhận thấy sự thất vọng của bố mình động lòng mịch vội nói tiếp thưa thầy anh ấy ra ý nghi ngờ con nó bảo với tao là dù sao nữa nó cũng nhất định cưới mày mịch mỉm cười một cách chua chát mà rằng chắc gì người ấy đã khinh bỉ con nhiều lắm đã ngờ vực con nhiều lắm Ồ hay Thế ra nó nói với mày một giọng Nói với tao lại một giọng khác hay sao Con cũng chả biết Con chỉ biết là sau khi anh ấy đã nở ăn nói đến như thế Thì chúng con chả còn hy vọng gì xung hợp được với nhau Thế anh ấy nói những gì Anh ấy nở đi hỏi con rằng Có thật là con chữa với lão nghị ấy không có thật con bị hãm hiếp không Với những là Nếu muốn làm vợ bé lão nghị Thì anh ấy sẽ vui lòng bảo lão ấy đem 10 chiếc ô tô về ăn hỏi Ông đồ nghĩ ngợi một lúc rồi nói Nó nói thế cũng phải Người ta khổ đến như thế thì người ta phải tức Mà khi người ta nóng đại thì người ta cũng có quyền ăn nói quảng xiên Mịch sầu sĩ mà rằng Vâng, thì nào con có dám oán trách gì người ta đâu Đã biết nói thế thì còn việc gì mà để bụng Phải chấp trách Mịch vùng vằng phẫn uất mà rằng Ô thưa thầy Đã nỡ ăn nói với nhau đến như thế Thì tưởng chả bao giờ nên nhìn mặt nhau nữa Ông đồ trợn mắt lên kinh hãi Ông không thể hiểu nổi sự phẫn uất của con gái ông Ông không biết rằng Khi lòng tự ái đã bị thương thì nó không còn cần gì biết đến thế nào là điều hay, lẽ phải nữa. Vì không là mịch, nên ông không thể hiểu sự xót xa của mịch được. Thế là ông trợn trợn, e con gái mình trong một phút không biết nghĩ cho chính, lại quyên sinh một lần nữa chăng. Ông bèn dùng mẹo để dò xét bụng con gái. Ông nói một cách đau xót. Nếu cờ sự đến như thế nữa thì chán lắm con ạ. À. Nhưng ông chỉ thấy mịch thả nhiên đáp có một tiếng Vâng Sự thả nhiên của con gái ông Lại càng làm cho ông phải lo sợ thêm Vào trường hợp ấy Trước sự thử thách ấy Cái tiếng vâng ấy đủ tả rõ một cái tâm trạng Của một người nhút nhát Đã đến lúc muốn liều mạng Của hạng con dùng xéo lắm cũng quằn Ông bố lại hỏi Thế Con định thế nào Cô còn chỉ cười chua chát và đáp con chả định thế nào cả, thầy à. Người ta muốn định liệu cho con thế nào, con cũng xin vâng. <laughs> vào cảnh ngộ như con, mà lại còn có quyền định liệu việc gì nữa à. Con cũng đành liệu nhắm mắt đưa chân thôi, thầy à. Ông bố nhằn nhó, nói bằng giọng kêu vang. Mịch ơi, thế ra con lại muốn tự tử như trước nữa đấy à. Trời ơi, Chớ nên liệu thân đến thế con ạ. À? con nên để cho thầy chết đi đã rồi con có muốn liều thân thì hãy liều con đừng để cho thầy phải trông thấy cái cảnh đau lòng ấy mịch ạ à... nói đến đấy nước mắt ông đồ ứa ra ông lấy tay áo gạt ngang một cái cử chỉ ấy giống với của một đứa bé lúc ăn vụng sợ có người lớn biết nên vội gạt tay chùi mồm Mịch nhìn bố một lúc rồi đáp một cách thành thực không Thầy đừng sợ, không bao giờ con lại muốn chết nữa. Người ta đã khinh con như thế thì con chết mà làm gì? Con còn phải sống, con cần sống lắm. Con còn sống mãi mãi, sống cho nó đủ đầy đặn, cho nó đủ khổ nhục, sống để xem cuộc đời xoay sở ra sao. Không, chẳng đời nào con lại muốn chết, nhất là từ nay mà đi thì người ta đã không thương yêu con như xưa rồi. Xưa kia thì con muốn người ta yêu quý con vì xưa kia con cũng yêu quý người ta bây giờ thế này con bắt người ta quý mình là vô lý rồi nhưng mà con con tưởng con vẫn có thể kêu cầu người ta không yêu con thì ít ra cũng còn thương xót con nhưng mà người ta lại đi khinh bỉ rẽ rúng con trời ơi như thế thì việc gì con lại muốn chết ông đồ rất ngạc nhiên về cái luận điệu ấy ông ngạc nhiên vì ông tưởng con gái ông không khi nào nói được như thế nghĩ được như thế và nhất là vì ông vẫn chưa hiểu được tâm trạng của con ông ông thấy tư tưởng của con là mâu thuẫn trước kia chưa có sự gì xảy ra chưa bị khinh bỉ con ông đã tự tử đã chết thục mà bây giờ con ông lại có những ý nghĩ trái ngược với trước như thế thì chính là con ông sẽ tự tử một lần nữa nên lúc này nó phải nói dối ông cho hay muốn nói sự oái oăm thì phải kể đến lòng tự ái nhưng lòng tự ái của một người là một thế giới mà chỉ người ấy hiểu chứ người khác dù là cha nữa cũng không thể hiểu nổi. Cho nên ông đồ vẫn ngờ con mình điêu ngôn. Ông không biết rằng sự bi thương của lòng tự ái sinh lòng căm hờn. Ông không hiểu rằng chỉ có sự hối hận, sự tự mình giận mình mới làm cho người ta phải tự tử. Trước kia mịch tự tử là vì ái tình, bây giờ mịch không được yêu thì mịch chỉ trông thấy sự căm hờn mà thôi. Mà sự căm hờn chỉ nuôi chứ không giết Ông Đồ gặn hỏi một cách ngây thơ đáng cảm động Con nghĩ thế nào thì con nói thế đấy Có phải không con? Mịch đáp Thưa thầy con lừa dối thầy mà làm gì? Trước kia đã không phải chính con gây ra tai họa cho con Con cũng hối hận lắm nên con cũng muốn chết Bây giờ thì con không hối hận gì cả Thật thế vì con tưởng đối với một người mà con yêu quý nhất đời Mà con cũng tưởng là yêu quý con nhất đời Vậy mà Ái tình bi thường đương kể lễ Giữa lúc ấy một thằng bé Tên nó là thằng bôi Chạy sòng sọc vào giữa nhà Vừa thở vừa nói như có ý khoe khoang Cụ đồ á à, Cụ có khách đấy Một ông Tây đi xe tu bin về tận làng Ông ấy đã đến ngõ rồi đấy Ông đồ hốt hoảng đứng ngay lên Mịch cũng vội đứng lên mới kịp chạy tọt vào gian buồn bên thì khách đã lợp cợp vào đến dại nứa rồi ông đồ chạy ra thấy một người trẻ tuổi mặt mũi dáng điệu tỏ ra là người lịch sự lắm thì không hiểu ra làm sao nữa cứ đứng ngay ra nhìn ấp úng muốn hỏi mà lưỡi liếu lại tu anh hỏi kính chào cụ xin cụ tha lỗi có phải chính cụ là cụ đồ uẩn không vâng chính tôi đây đáp vậy Ông Đồ vẫn còn đứng ngay ra Mặt tái đi nữa Tú Anh vội nói Thưa cụ Xin cụ đừng sợ Tôi đây không phải là người nhà nước Không phải là người mật thám của ông Tuần Cũng không phải mật thám của ông huyện Về dò xét gì cụ hay làng này đâu Xin cụ cứ cho tôi vào nhà Mời ngài vào Xin phép cụ Không đợi mời Tú Anh ngồi xuống phản Giang tay mời ông Đồ cùng ngồi Rồi khoan thai nói nữa Thưa cụ tôi xin nói ngay rằng Tôi là chủ ông Long Người sắp làm rễ cụ Ông Đồ bần thần nói À vâng Tôi chính là con trai Cụ nghĩ hách về đây để Nói đến đây Tú Anh ngừng lại Ông Đồ nhìn khách một cách sợ hãi Lại nói À vâng Tú Anh tiếp Vâng chính tôi là con trai người ấy Nhưng mà tôi không giống người ấy Tôi không bình vực người ấy mặc dầu người ấy là bố tôi. Chứng cớ hiển nhiên là tôi về tận đây để cứu chữa lại một điều lầm lỗi do bố tôi đã gây ra. Bố tôi đã làm hại cụ, con cụ, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi không muốn nhắc lại những điều đau khổ của cụ mà đau lòng cụ, đau lòng tôi. Ông Long đã nói với tôi rằng cô mịch chữa. Như vậy thì tôi chỉ còn nghĩ được một cách. Vâng, và lại ông Long đã cho tôi được toàn quyền trong việc này chỉ có hai cách một là đền cụ một số tiền lớn hai là cụ sẽ là nhạc phụ của bố tôi vậy xin cụ cho biết ý cụ thế nào còn nếu cụ muốn viện cớ tôi về đây mà lại kiện tụng nữa thì tôi xin nói trước là không khi nào cụ được kiện vậy cụ muốn tôi phải thế nào xin cụ cho biết ông đồ lúng túng đáp tôi cũng không biết tính thế nào cả thưa cụ ông Long đã cho tôi toàn quyền Nếu cụ không quyết định thì tôi sẽ quyết định Ông Long đã cho phép tôi như thế Mịch từ buồn bên mạnh bạo bước sang và hỏi Thưa ông Quả thật anh Long tôi bảo ông thế à Anh nhìn mịch một lúc rồi khoan thai tiếp Vâng Đấy cô xem Sự thể đã như thế thì chỉ còn một cách Tôi sẽ phải gọi cô là gì Gì chứ không phải chị Cô nhớ cho Cô muốn rửa nhục cho cha mẹ cho mình rửa nhục với làng nước thì chỉ còn cách lấy lẽ bố tôi mà thôi ông long đã cho tôi khu xử vậy tôi khu xử như thế chương mười sáu lúc ấy đã mười hai giờ đêm long còn đi lang thang ngoài đường nhưng người không có chỗ trọ tiết trời lạnh ngắt lại thêm lúng phúng mưa xuân các phố xá đã vắng ngắt thỉnh thoảng lại thấy một người ăn mày như một cái bóng ủ rũ ôm một manh chiếu lờ đờ đi tìm một cái máy hiên rộng bọn phu xe xếp xe hàng dài trước cửa những tiệm khiêu vũ có những bóng điện lập lòe chiếu xanh đỏ từ bên trong những tiệm ấy đưa ra những điệu kèn réo rắt bỗng trầm bên ngoài bọn phu xe anh thì co ro đi lại như có vẻ trầm tư mặc tưởng anh thì đập càng xe thình thình xuống đường để dằn vặt cái xe và to tiếng chửi trời chửi đất chửi nạn kinh tế Thành ra cũng là một thứ âm nhạc Có lẽ lại còn ai oán hơn Hoặc hung dũng hơn Thứ của những đĩa kèn hát Không bao giờ Hà Nội lại phô bày Những cảnh tượng trái ngược Những sự chơi bời cực kỳ xa xỉ Bên cạnh những sự khốn khổ khốn nạn như lúc ấy Lòng đi gần đến trước cửa một tiệm khiêu vũ Thì có đến 30 cái mờm đều cùng một giọng Mời thầy lên xe Thầy đi xe Không nghĩ gì đến những câu vật này ấy Long lắc lắc cái đầu Một người phu xe nói sau lưng chàng một cách ai oán Toàn lắc cả thì có chết cha người ta không Một người phu xe khác kêu lên Mẹ kiếp từ trưa đến giờ được khai chuyến xấu xu Tự nhiên lông dừng chân đứng lại Cả bọn phu xe bấy giờ lại nhau nhau lên mời chào Một ông phu xe già lụ khụ khẩn khoản nói với lòng bằng một giọng ăn mày Thầy đi cho con vài xu lại thầy, thầy làm ơn Long lẳng lặng bước lên ngồi xe Ông già lật đật cài cái áo tơi cánh gà Đánh cái xe ra Rồi quay lại ra ý hỏi khách muốn đi về phía nào Long buông thõng Ông muốn kéo tôi đi đâu thì kéo Vì rằng lúc ấy Long cũng không có định kiến gì cả Chỉ biết rằng Long đã đi lang thang được nhiều đường đất lắm Không còn để ý đến phố nào và phố nào Dễ đã có trong hai ông chừng đến 10 cây số rồi nên chàng ngồi lên xe chỉ biết là Hãy được khoan khoái khỏi mỏi chân Chàng đi đâu Để làm gì Những cái ấy Long không hề nghĩ đến Lúc ấy là lúc đứng không yên ổn Ngồi không vững vàng Nên tùy Long đi đã mỏi Cũng đã muốn về nhà Nhưng vì chợt nghĩ rằng Có lẽ về với gian phòng lạnh lẽo Trống rỗng Thì lại phải đến ra đi một lần nữa Long cứ đi Tại sao Mịch lại cầm cuộc nghỉ hách Cái giấy bạc 5 đồng Tại sao Mịch lại để cho lão dụ vào trong xe hơi Có thật nghĩ hách hiếp không Có phải Mịch chữa vì nghĩ hách không Ấy Đó là những câu hỏi cứ làm khổ long mãi Đã mấy hôm nay vậy Xe chạy được vài phố Long mới bảo người phu Ông kéo tôi đến một tiệm thuốc viện Mười phút sau Chiếc xe đổ trước một cái nhà tây Hai tầng ở phố Mã Mây Long xuống xe Đưa ông phu già một hào bạc Ông già cảm ơn thành thực một cách đáng cảm động Làm cho Long phải hỏi Cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm con đúng sau chục rồi đấy ạ à? Thế con cái cụ đâu? Bẩm chả có móng nào cả Tức thì Long lại thò tay vào túi Khoắn nốt cả chỗ tiền lẻ Vừa hào vừa xu không biết là bao nhiêu Cứ vóc ra cả nắm Dơ ra cho ông phu Ông già vội đưa tay ra hướng lấy rồi sau khi thấy số tiền ấy là quá đáng Thì ngạc nhiên hết sức Không nhớ đến cảm ơn nữa Cứ đứng ngay người ra không biết rằng Mình thức hay ngủ mê Và khách đi xe là điên hay say rượu Lòng không thèm nhìn lại Vênh vàng bước vào nhà Lên thẳng gác Đêm hôm ấy vì vào cuối tháng Nên tiệm đông khách lắm Hai mươi cái sập đều kín cả Đến nỗi Long không biết ngồi vào đâu Người chủ tiệm phải thu xếp mãi Mới được một cái sập cho lông Chàng tháo giày bỏ mũ Rồi lên nằm dài trên khai đèn Không thèm nhìn chung quanh có những ai Y như một người nghiện đã thực thụ gian phòng ấy người ta đã cố bài trí Cho nó có vẻ một cái phòng thổ nhĩ kỳ Những bóng điện có chùm vua xanh Những cái sập thấp le te Bốn mặt tường đều có vẻ hình đen Những mỹ nữ khỏa thân Trên sàn gác lại rải nệm Khiến cho khách khứa đi lại tuy như mắc cưỡi mà phòng vẫn không vang tiếng giày lợp cợp vẫn như dẫm trên nhung khách đến hút thuốc đủ hạng người ông chủ sòng mà sở liềm phóng không thương hại mấy cậu học trò vừa ra khỏi trường mà đã oán giận xã hội không trọng dụng nhân tài cụ phán già không được cưới thêm vợ lẽ ông nhà văn có sách mới bị cấm tay chủ báo vừa thua kiện về tội phỉ bán tài phóng viên thiếu đầu đề cô gái nhảy vừa đánh mất nhân tình nhà tài tử cải lương nam kỳ không có người bao gian phòng lúc ấy là cả một cái xã hội thất vọng phải tan ra khói trong cái không khí ấm cúng ấy thiên hạ thấy coi nhau thân yêu như người nhà cho nên những chuyện tâm sự những điều đau khổ những chuyện đê nhục tưởng phải giấu kín của họ họ cũng đem ra nói rất to họ nói chuyện phong tục chuyện xã hội chuyện mỹ thuật chuyện chính trị nữa người ta kháo nhau về nhà trọc phú kia vừa dựng tượng kỹ công minh bà chủ hiệu vàng bạc nọ hồi xuân đánh đỉ long trời lỡ đất mà vừa được tiết hạnh khả phong ông sư chùa này đi hát ả à đào thi và làm những trò như thế nào vị tiểu thư khuê cát kia bị bồi xăm bốc lột ra làm sao thôi thì đủ tất cả những chuyện rừng có mạch vách có tai mà những cái phù hoa hào nhoáng bề ngoài thứ nước son trưởng giả của một cái xã hội đê tiện không thể che đậy cho kín được Lòng chưa hợp ngay được với bầu không khí ồn ào ấy Tai còn đương rộn lên vì tiếng cười rộ Những cái ho khạc Những tiếng nói bô bô Những điều văn tục ghê gớm Thì một anh bồi tim xa ngay xuống sạch Hỏi lòng cần dùng bao nhiêu Đoạn anh bồi chạy ngay đi lấy thuốc Và đem về chỗ cả một ấm nước nóng rãy Lòng đưa mắt nhìn Cuối phòng trên một cái sập Hai bác lính da đen nằm ôm hai chị đàn bà Mặc quần áo tân thời Họ co quắp lấy nhau một cách ngạo mạn Hình như chung quanh đấy không còn ai nữa Long lấy làm lạ Không hiểu sao khách hút Cũng cứ thả nhiên Không buồn nhìn đến cái cảnh tượng chướng mắt ấy Long quay ra phía khác Thì ở đầu phòng đằng kia Một cô đầm lai mặt mũi xanh xao Nằm với một con chó tay xinh xinh Cứ vừa vỗ về con vật Như ô yếm đứa con mới đẻ Và vừa lãm nhảm nói một mình Để khoe với mọi người những là Con nằm ngoan nhé tô tô nhé Con ngủ nha Tội nghiệp Mỗi ngày năm hào khám bệnh Hai hào sức bò Mà cứ quặt quẹo luôn Anh bồi tìm xong Dơ cho lông Thì chàng vớ lấy xe mà kéo thật mạnh Chàng ngạc nhiên về sự người đời Bị nghiện đến không sao bỏ nổi Vậy mà khói thuốc phiện nhẹ một cách vô nghĩa lý Như khói giấy bản Lại không có dư vị bằng một mồi thuốc lào Thốt nhiên ở sập bên cạnh Của lòng thấy đánh thịt một cái Rồi một câu văn Mẹ kiếp Nói liền ngay cái đập giường ấy Lòng đưa mắt nhìn Quanh khai đèn bên ấy có một ông già vào trạc hơn thất tuần Một người độ 40 tuổi và hai thiếu niên âu phục cực kỳ sang Người đứng tuổi vứt tờ báo xuống giường rồi câu mày nói Mình không thể nào tưởng tượng được Ông già khoan thai hỏi Cái gì thế? Một người trong hai người trẻ tuổi vừa tiêm thuốc vừa cười khúc khích và hỏi ấy chết, quan bác, lấy điếu rồi à Còn việc gì khả dĩ làm cho bác sung thiên chi nổ đến như thế được Người kia đáp Một thằng 40 tuổi đầu rồi mà còn đi hiếp một đứa bé lên tám thì có chó không Mình không thể nào tưởng tượng được là ai có hạng người giá mang đến như thế được Lòng như bị kim đâm vào ruột Lòng nghĩ đến lúc nghỉ hách hiếp mịch trên xe hơi Lòng nghĩ một cách xót xa đến cái mang trong bụng Tan chứng rành rành về sự khoái lạc nhục thể của mịch Lúc mịch bị hiếp Lòng đã muốn ra về Trước khi về Lòng còn ủ rũ bó gối Chờ cho chén nước nguội đi đã Chợt một bàn tay để vào vai Lòng Chàng ngoảnh lại thì đó là Tú Anh Ông đấy à Ông long thế này đấy à Lòng buồn rầu mà rằng Vâng Thưa ông Chính tôi thế này đây Sao ông cũng lại tới đây Tôi đi tìm ông đó mà Sao ông lại biết tôi ở đây mà tìm Khi một người đau khổ mà chưa đi tự tử Thì ắt là chỉ hút thuốc phiện Lòng đứng dậy Thưa ông hay là tôi về Ông giám đốc đại học hiệu giơ tay ngăn Không Ông cứ nằm xuống Tôi cũng nằm đây Tôi cũng hút như ông cho khuây khỏa Chúng ta cần giải quyết với nhau vài câu chuyện cho xong đi thôi. Chương 17. Anh Bội Tim đã bị mời đi chỗ khác một cách lễ phép. Tu anh tháo giày, cởi bỏ cái khăn quàng cổ, cái áo dạo ngoài rồi nằm dài xuống sập, cầm lấy tim. Thoạt đầu Long cũng ngạc nhiên về chỗ chủ mình. Sao lại thạo sự chơi bời như thế Nhưng sau Thấy Tú Anh cứ để rõ thuốc xuống đèn Hoặc là để thuốc dính bé bé trên mặt tẩu Tim đã lóng cà lóng cống Mà lại cứ muốn ra vẻ thạo đời Thì Long vừa buồn cười vừa cảm động Cho rằng chính chỉ vì cái tâm sự riêng của mình Mà chủ mình mới có thái độ và những cử động thân mật kia Sau một lúc lâu Mà cả hai bên đều im lặng Cả tiệm hút lúc ấy lại ồn ào lên vì những câu chuyện kỳ lạ thú vị đặc biệt khác Vì lẽ ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm rầm rĩ lên Ai cũng tranh lấy nói mà không ai để tai nghe Thành thử giữa cái đống huyền náo lan chạ ấy Mà Long và Tú Anh lại thấy mình Cũng như ở giữa một chỗ vắng vẻ kín đáo Cứ nói cho khẽ Thì chuyện can hệ đến đầu cũng không có một người thứ ba để ý đến Hồi lâu anh hỏi Tại sao mấy bữa nay ông không đến trường làm việc thế? lòng thú tội một cách thành thực thưa ông chính là vì tôi muốn ông đuổi tôi ra ồ sao ông lại nghĩ ngộ nghĩnh như thế thưa ông hiện nay tôi có một điều khổ tâm không thể tả được tôi khổ lắm tôi giận thân giận đời lắm tôi muốn liều lĩnh làm một điều gì sằng bậy một điều gì càng dở chỉ cốt được khả giận mà thôi tôi muốn đập vỡ một cái gì đánh đập một kẻ nào giết một người nào nếu không thì không thể chịu được vì lẽ tôi không thể làm được những việc ấy để hại người khác nếu tôi bằng cùng mà tôi muốn làm hại tôi tôi nghĩ để cho ông phải đuổi tôi ra thì tôi sẽ được điêu đứng được khổ sở một thể tư tưởng phá hoại lạ vâng chính thế tôi chỉ muốn được khổ sở cho nó bỏ một thể ông long ông điên mất rồi thưa ông chẳng phải tôi không biết như thế là điên đâu nhưng không hiểu vì sao tôi muốn điên lắm không thì không chịu được nữa. trời ơi nếu ông có là tôi thì ông mới hiểu được những nỗi đau đớn của tôi. tú anh bùi ngùi mà rằng tôi biết lắm tôi biết lắm ông long à nếu không tôi lặn lội đi tìm ông ở một chỗ mà nếu tôi có đến thì có hại cho danh dự của tôi như thế này làm gì tôi dám tự phụ rằng ở trên đời này tôi hiểu rõ ông hơn hết thảy mọi người khác và ông cũng nên để làm tự kêu rằng có tôi là người tri kỷ nhất đời của ông nếu ông cho thế là đáng tự kiêu xin cảm tạ ở đời này cứ tìm lấy được một người tri kỷ cũng đà lạt khó lắm ông long ạ à. vâng tôi vẫn nghĩ thế chẳng phải nói nịnh gì ông xưa nay tôi vẫn có bụng mến ông lắm tôi thấy ông tuy nghèo nhưng mà có chí biết tự trọng nhân cách vào bậc thượng lưu lại có tư tưởng nữa nên trong bụng vẫn có muốn rằng từ cái địa vị người chủ với người làm công từ cái chỗ cần dùng nhau để làm việc đời tôi muốn chúng ta sẽ trở nên thân nhau hơn nữa cũng chỉ để làm việc đời ấy bản thân tôi vẫn như thế thì chẳng may lại có những sự không ra gì nó xảy ra ta giận thân làm gì mà oán đời làm gì sự đời là như thế bao giờ cũng có cái sự gì nó xảy ra để cho chúng ta đương sướng phải khóa ra khổ hoặc khổ rồi thì lại phải khổ hơn trước nữa ai cũng chịu đựng số phận như thế chứ chẳng cứ gì một ta đâu nên tôi muốn khuyên ông can đảm mà chống chọi với đời biết lục tìm những điều khổ sở lấy một chút hạnh phúc ấy là cái đạo của người khôn ngoan biết hy sinh đi biết tha thứ cho hết thảy những kẻ có tội với mình dù trong sự hy sinh có bị nhiều mùi vị chua cay cũng phải cứ dặn lòng mà hy sinh đi đừng bao giờ oán giận ai nữa đừng nên coi sự đời là to nếu nó thiệt hại cho mình phải coi trọng sự đời nếu nó thiệt hại đến kẻ khác bao giờ cũng bình tĩnh nên luôn luôn giữ sự im lặng vì chỉ có sự im lặng mới tỏ ra được cái khinh bỉ sự vật vì chỉ có sự im lặng là thanh cao mà thôi ấy mọi hành vi mà theo được một trật tự như thế thì đó là cái đạo của người quân tử. Tu Anh đưa nói một cách súc sắn, một cách có văn vẻ, nói như một diễn giả trước một đám đông người, nói như theo thói quen, nghĩa là như một giáo sư giảng bài cho học trò. Cái nghề của chàng thì lòng lại nhăn mặt, nhắc đoạn. Không phải tôi không hiểu được những điều nghĩa lý ấy, không phải tôi không biết như thế là phải là hay, khốn nhưng thưa ông. Hiện nay tôi đương là một người khổ sở trăm chiều Tôi không muốn làm người quân tử Tôi sợ ông càng nói thì chỉ càng phí mất những lời quý hóa ấy mà thôi Ông vẫn nhầm tôi chứ chính tôi là một kẻ tiểu nhân lắm Tôi xin thú thật với ông như thế mà không hổ thẹn Tôi không thể nào có lòng hy sinh và trở nên một người quân tử theo ý ông được Và lại hiện nay tôi đương là người cực kỳ chán đời Cực kỳ khinh đời Đã thế tôi còn cần gì nữa tú anh cười nhạt mà rằng ông cứ tưởng thế đấy chứ ông không chán đời và khinh đời một chút nào đâu ông nhầm to người ta khi đã biết sự đời là đáng khinh thì không thể còn can đảm nào mà lại sốt sắng tỏ sự phẫn uất ra cho ông vì một người đã khinh đời là một người thản nhiên lắm không còn có một mối cảm giác gì nữa vậy mà ông kêu gào đến như thế được thì ông còn yêu đời lắm tôi xin can ông Sao ông lại coi sự đời to như thế Sự đời có đáng yêu đến thế đâu Đáng thương hại cho ông thật Lòng ngẩn người ra vì không hiểu Rồi nhăn nhó lại nói Vì chung tôi Tôi khổ quá Ở đời này Ai mà không đau khổ Ông tưởng dễ tôi đây Tôi sung sướng hơn ông đấy à Ồ không Ta không nên nhảy vào phạm vi triết học Tú Anh ngồi dậy bất bình mà rằng Tôi chỉ nói một cách thiết thực về những sự thực hiện hiện ra trước mắt ông đó mà thôi Ông không có gia đình thì thôi Chứ nếu ông cũng có một gia đình như tôi Thì tôi xin nói thẳng rằng Những cái dây liên lạc thiên liên nhất đời Đại khái như tình mẫu tử, tình phụ tử, tình huynh đệ chẳng hạn Cũng lắm khi chỉ đáng để xuống đất mà dí dưới gót chân Là vì trong suốt một đời người Thế nào rồi bố mình cũng phải có điều không tốt với mình Mẹ mình thì cũng phải có điều gì ăn ở không ra sao với mình Anh chị em mình Thế nào cũng phải có điều gì khốn nạn đều cán với mình Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng Đến những điều thiên liêng như vậy mà rồi cũng có khi Chỉ là những chuyện khôi hài Thì ở đời này không còn có cái cốc gì là đáng quý nữa Mà sự đời thật là không có nghĩa gì cả im lặng một cách sợ sệt, lòng nghe những lời phẫn uất ấy, sợ nhân đó là Tú Anh trạnh nghĩ thấm thía đến gia đình, lòng vội tìm một đầu đề Lãng chuyện ra. Rồi lòng nói: "Vâng, vì tôi không có gia đình nên tôi mới cầu cứu hạnh phúc ở ái tình và cầu một cách khẩn khoản hơn ai. Tôi đừng muốn tin cậy ở ái tình, vậy mà rồi tôi phải bán tin, bán nghi, không còn biết nghĩ sao nữa." Tú Anh dịu mặt lại nằm xuống cạnh khai đèn. Hồi lâu anh nói Ai tình cũng không thể cho ta hạnh phúc được Ô nếu như vậy thì loài người này hết đường trong cậy hay sao Nếu được thì người ta chết cả chứ còn ai sống được Vậy mà chẳng ai chết cả Họ đau khổ Họ không biết Hoặc họ có biết Mà họ cứ sống Ai tình chỉ làm khổ người ta mà thôi Ông tưởng ái tình ban được cho ông hạnh phúc Hay là vì ông không hiểu đời ông bi quan quá nhỉ sao lại thế được không hoặc là có người ta đã trải cuộc đời thì phải hoài nghi mà đã hoài nghi thì phải bi quan sở dĩ ông còn tin được ở ái tình một là vì ông hải còn trẻ tuổi hai là vì bọn văn sĩ mê hoặc ông ông văn sĩ chỉ đi mô tả những cuộc thảm tình những cuộc tơ duyên lỡ dở những câu chuyện khổ sở điêu đứng hình như nếu họ mà lấy được nhau thì họ sung sướng bồng lai nếu bọn văn sĩ bây giờ chịu viết những chuyện tình rồi cho họ lấy nhau đi rồi cho họ ghen nhau giận nhau đi thì mới chứng thực rằng ái tình chỉ làm cho con người ta khổ sở mà nào chỉ có thế lại còn cãi nhau đánh nhau phụ nhau rồi giết nhau chồng ăn chả vợ ăn nem hoặc là sống chung với nhau để khinh bỉ thù hằn lẫn nhau nào có ông văn sĩ nào là tả đúng sự đời và bảo được cho mọi người rằng ái tình là một điều không bỏ để để ý nếu mãi nghe ông thôi thì không còn ai thiết gì đến sự đời nữa thì trước sau tôi chỉ muốn cho ông không thiết gì đến sự đời mà tôi mong rằng ông đừng tin đàn bà hoặc là ông ngồi trong văn phòng hoặc là ông ra ngoài phố mắt ông tai ông Lúc nào ông cũng chỉ thấy sự dâm đảng đổi lốt văn chương mỹ thuật mà thôi Văn chương sách vở khiêu dâm Phim ảnh khiêu dâm Nhà hát khiêu dâm Tranh ảnh khiêu dâm Phòng khiêu vũ Nhà xăm Những quân phu xe Bảo ông đi lấy sự trinh tiết của mọi hạng phụ nữ bằng 5 đồng, 3 đồng Âm nhạc cũng khiêu dâm Những mốt y phục lại càng ngày càng khiêu dâm Nói tóm lại thì bao nhiêu cái xô đẩy người ta vào vòng thương luân bại lý ông có thấy rằng chúng ta đang đấm đuối ngập lục đến cổ vì vũng bùn lầy dâm đảng đó không ông vẫn còn tin được đàn bà và ái tình đó à Lòng trầm ngâm nghĩ ngợi càng thấy những lý luận ấy là đúng sự thật nhưng chàng cũng nói trường hợp của tôi không dính dáng gì đến những điều ông vừa buộc tội đó là ông chưa nghĩ kỹ tình là dây oan Cổ nhân không nói sai đâu Trong khi yêu Người ta chỉ nghĩ đến chữ chung tình Vậy mà tôi Tôi có thể cam đoan với ông rằng Không một người đàn bà nào Lại chung tình với một người đàn ông nào cả Ông thử xét ngay chính ông mà xem Khi có một người yêu rồi Sau khi đã tâm tâm niệm niệm Quyết chung tình với ý chung nhân rồi Cũng đôi khi ông bị sức cao hứng của tâm hồn Nó lôi cuốn đi khiến ông quên bản người yêu mà mơ màng đến một người khác Tôi dám chắc như thế Có thế hay không thì công nhận đi Vâng, cũng có thế thật ai đấy, chính ông Chưa chi ông đã không chung tình rồi Như vậy ông cầu sao được lòng chung tình ở một người đàn bà Người ta cũng giống ông Vì ở dưới này bọn phàm trần chúng ta giống nhau tất tôi không nói rõ tên tuổi và chỗ ở một cặp trai gái kia yêu nhau tưởng chết mà rồi người đàn bà bỏ người chồng đi theo một kẻ tồi hơn chồng tôi cũng không vạch mặt chỉ tên một mỹ nhân tuyệt đẹp chung tình có một chồng chết thì khóc chồng năm năm trời tưởng chừng không sống được nữa thế mà một buổi sáng kia tươi cười hớn hở bước lên xe hòm cưới của một người chồng thứ hai Tôi không đếm xỉa đến những hạng lẳng lơ dâm đảng Có chồng con đi ngủ với dai Hoặc là bọn gái tân thời có cái quan niệm mới lạ rằng Yêu ai thì chỉ bắt nhân tình cho có vẻ sang trọng thôi Còn lấy hẳn ai thì là vì muốn trả thù người ấy Tôi không muốn nói đến những hạng ấy E rằng mang tiếng cố ý dọa nạt ông Nhưng mà tôi có thể lấy riêng ra một người đàn bà Có học thức, có nhan sắc, có đức hạnh một người đàn bà đáng làm gương mẫu cho đời. Một buổi chiều thu kia, ngồi trên bao lơn đang áo rét cho chồng, trông ra cánh đồng và con đường um tùm vắng vẻ, tâm trạng nao nao lên. Bao nhiêu thì tình thì tứ trong lòng như sóng cuốn. Rồi chợt ở dưới đường có một chàng diện mạo thanh tao, y phục lịch sự, vừa đi vừa quay cổ nhìn lên, rồi người đàn bà cúi mặt xuống để cho khách qua đường phải quay lại nhìn lần thứ hai và bắt được quả tang là mỹ nhân trên bao lơn cũng có nhìn theo mình rồi khách qua đường phải giữ vẻ con nhà giáo dục mà lững thững bước đi không dám nhìn lại nữa và do thế người đàn bà trong một phút xúc động đã thấy kẻ qua đường là hơn chồng mình rồi chợt nghĩ đến những điều nhỏ nhen của chồng trong cuộc đời sống chung với chồng rồi mơ màng so sánh oan giận rồi liêm diêm cặp mắt lại trong một phút đã tưởng tượng một cảnh gia đình khác mà mình được người khách lạ nâng niu chiều chuộng hơn chồng phải dù chỉ là trong một phút mơ mộng nữa dù là trong cả một đời chỉ có một phút như thế kia thì người ấy là người vợ hiền ấy cũng đã phụ chồng rồi và cuộc nhân duyên ấy cũng là bị vết ô tị làm hoen bẩn rồi mà sự chung tình không còn có nữa ấy đó Bộ mặt thật của ái tình mà tôi đã hé mở cho ông xem Tú Anh nói xong thì thở dài một cái ra vẻ chán chường, Mặt lộ ra sự đau đớn Sự buồn sầu Sự chán nản Sự khổ não Y như một người chồng bị vợ lừa Hay là người đã đau khổ vì tình vậy Những ngôn ngữ cử chỉ ấy Long hiểu một cách rất thấm thía. Chàng thấy không nên ghen mịch Nghi mịch nữa Chàng bắt đầu cảm thấy đàn bà là khó tin Rồi thì chàng thấy cuộc đời trống trải Đường đau khổ mà được thôi Không phải đau khổ nữa Như thế lòng cũng chẳng thấy sung sướng gì Lòng bất giác lại lấy làm tiếc Giá tú anh đừng nói thế Cứ mặc chàng ngu dốt Để mà có thể đau khổ thì hơn Lòng thấy không thể yêu được mịch nữa Và nếu có phải lấy mịch thì chỉ vì bổn phận Ta không nên cần đến ái tình Vì ta đã phải ngờ vực ái tình ấy là ta sẽ lấy vợ cũng như trăm nghìn người khác vậy. Nghĩ thế lòng muốn về. Vì lẽ gì tú anh đi tìm mình ở đây, long hỏi. Bây giờ đã mấy giờ đêm rồi, thưa ông, cũng khuya lắm rồi. Để tôi nói xong mọi điều dự định của tôi, chúng ta về nghỉ. Đây này, tôi xin nói thẳng ngay rằng xưa nay tôi vẫn muốn gả em tôi cho ông. Vì lẽ ấy tôi đã để ông về ấp và xuống cảng để ông biết rõ gia thế nhà tôi ông nên biết như thế vậy tôi có hai con em đấy tùy ông ưng đứa nào cũng được tôi thấy ông nghèo chưa có tiền nhưng nếu có chắc là sẽ biết dùng tiền người ta đã có tiền lại có bụng tốt thì dễ trở nên hay rồi trong cuộc đời thế nào chúng ta cũng còn bắt tay vào việc gì khác thường với nhau tôi xin nói trước là chưa chắc em tôi đã cho ông hưởng hạnh phúc đâu vì tôi đã khuyên ông Chớ nên hy vọng ở đàn bà Ông chỉ biết rằng Ông lấy em tôi thì ông có vợ Cũng như người khác có vợ Thế thôi Còn việc cô mịch Ông chớ nghĩ đến nữa Lòng nghe đến đấy Bỗng thấy vui vẻ Mừng rỡ trong lòng Nhưng chợt nghĩ đến mịch Lòng lại tự trách mình hèn hạ quá Nhưng lòng không đủ thời gian vấn tâm Vì Tú Anh đã lại tiếp Tôi đã về Quỳnh Thôn Thu xếp xong chuyện rồi Lòng hãy hùng hỏi Ông, ông đã về Phải Tôi đã trông thấy sự xa xúc nhà cụ đồ Sự đau khổ của cô Mịch Sự cả cái nhà ấy bị cả làng khinh miệt Lục tội, phỉ bán Tôi căm giận hộ ông đồ lắm Cô Mịch cần phải lấy chồng giàu để mà rửa hờn Người ta lấy ông thì bị ông làm khổ làm nhục mà thôi Mà đứa bé trong bụng ấy, em tôi Vậy thì số phận cô Mịch như thế không vì lẽ gì đứa bé lại là con ông được Lòng rền rĩ trời ơi không ngờ cơ sự lại xoay ra đến thật bất ngờ long nói rồi cúi mặt xuống tú anh nhìn trộm long lại nói ông tiếc cái gì người ta yêu quý gì ông long trợn mắt thở hồng hộc mà hỏi sao ông nói gì họ không có tình với tôi nữa hay sao anh gật đầu một cách vụng dại làm cho long nôn nao lên không Không phải thế Rời ơi Tôi vang ông Không phải thế Có phải thế không Ồ không Ông nói dối Tôi vang ông Xin ông nói thật cho Tôi vang ông Ồ Có đời nào Đời nào con mịch Lại ăn ở như thế với tôi được Nhưng Tú Anh bình tĩnh đáp Tôi xin đem danh dự tôi ra mà thề Hết tập 6 Còn tiếp